đúng không? Bắt quá chắc. Dàn này thì quá nổi bật rồi. Với cái model D5 5.500 DV. Đây em quay gần. D5 MX 5.500 DV. Dàn này full chức năng CD, DVD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Ngoài ra trên dàn này mình có thể chỉnh được bass, treble, super bass siêu trầm trực tiếp ở trên dàn đây. Bass em cộng 10, treble em cộng 6 và super bass siêu trầm thì em chọn mức on. Ngoài ra thì mình có thể chỉnh được chế độ 3CH, 5CH vì phía sau dàn cho mình thêm ngõ 3CH kết nối được một sub 3 lo vệ tinh tạo thành bộ dàn 5.1. Quá tuyệt vời đúng không? Dàn này là full luôn. Và ngoài ra có thêm hai ngõ optical, một in, một out để mình kết nối mass TV qua tín hiệu quang, dùng dãy mã DC24bit không cần mồi, hỗ trợ ngõ sub 3CH, hai optical và rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối điện thoại TV máy tính qua ngõ out x2 đầu Avera 3.5. Nãy giờ mình nghe đoạn nhạc Bolero không lời qua kết nối điện thoại TV máy tính qua out x nha. Bên em có bán dây kết nối điện thoại của Nhật. Các nào có nhu cầu mua kèm dàn thì liên hệ với em. Ngoài những đặc điểm độc đáo trên âm ly chỉnh full và nhiều ngõ kết nối tiện lợi ra thì điểm độc đáo thứ hai nằm ở cặp loa. Loa zin theo dàn D5 MX 5.500 DV. Loa này 4 đường tiếng. Ngoài trước là bass, treble, mid và phía sau là một cặp loa sub ở ngoài sau hậu. Mà trong khi đó lo quá đẹp luôn, hình thức còn rất là mới nha. Đây có hai cái sub nằm phía sau. Ở đây mình có cái lưới lo, mình đậy lại như vậy, mình che lại nha. Còn nếu mình không thích che lại thì mình mở ra. Đây để em mở cái lưới ra. Trạm của lo là sắp bắp chuối cực kỳ chuyên nghiệp, có bát phía sau đánh cực kỳ phê nha. Hồi nãy mình nghe nhạc không lên thì mình hay bắt quá chắc, không chơi vào lẳng vào đâu được cái model 5.500 DV này. Công suất âm ly khá lớn, mini mà lên tới 70W hầu như rất lớn trong phân khúc mini. Và lo thì lên tới 200W trên cặp lo, 100W một thùng, 200W trên cặp lo. Quá tuyệt vời luôn. Cái bộ dàn này mà các anh không mua về sử dụng và sưu tầm thì quá ổn, cực kỳ ổn. Tại vì quá nhiều chức năng trên này mà full hết luôn. Optical in out, ở đây là ngõ out, đây là ngõ in, dùng dãy mã DC24bit không mồi. Do hát được đĩa DVD thì có ngõ xuất hình. Trạm của lo, trạm của âm ly đều là sắp tóc chuối cực kỳ chuyên nghiệp. FM của dàn là 108 bắc full Đài Việt Nam, cắm anten vào là nghe được radio. Nhiều ngõ in out kết nối điện thoại, TV, máy tính và hỗ trợ sub lo vệ tinh tạo thành bộ dàn 5.1. Ở đây nó có ghi 3CH output. Tổng thể mặt sau của dàn như vậy. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung với dàn thì liên hệ em. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 25m2. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Nếu mà các anh muốn mua cục đổi nguồn luôn thì báo em để em ship chung dàn với mình. Nãy giờ mình nghe đoạn clip test nhạc không lời thì chuẩn bị test tiếp chức năng thứ hai là chức năng MD cho các anh tham khảo. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Chiều cao của loa là 28cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 55cm. Các anh nào mua hàng vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc kết bạn qua Zalo 0931 008099 để bên em tư vấn và chốt hàng cho mình. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua MD. Mình sẽ nghe bài Tiễn Biệt của Thanh Tuyền. Đĩa MD là đĩa của Nhật có tuổi thọ rất bền và bên em có bán MD. Các nào có nhu cầu mua MD chép theo cầu thì liên hệ em. MD có thể xóa được chép nhạc đường nên mình cứ vô tư thoải mái chép vào. Em xin tiếp theo ca sĩ hoặc thể loại nhạc các yêu thích vào MD. Ở trên này có mũi tên, chỉ cần mình đút nguyên cái đĩa MD vào như vậy là mình sử dụng chức năng MD ok. Nào cũng nhớ về quê hương, ở
Chức năng DVD á, thì nó có thể nhớ bài. Nhớ bài một hôm. Hồi nãy em đang nghe bài số 9 44 phút đăng trình tôi ra. Thì nó nhớ y chang vậy luôn nha. Có chức năng nhớ bài rất là tiện lợi. Tiến đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Thời gian trôi qua mơ. Full chức năng DVD nhớ bài khi mình vừa hát, đọc tốt các loại đĩa. Sub lo thì có sub phía sau. Thì đây là một bộ vàng mà em nghĩ mình nên sở hữu để vừa nghe nhạc vừa sưu tầm, đúng không? Bây giờ em xin kết thúc list test. Cái nào mua hàng thì cứ liên hệ cho bên em nha.